Sao anh không ở thêm với chị? Những lúc ốm đau thế này cần người thân ở cạnh lắm đấy. Chị đã có anh rể chăm rồi. Công việc của anh thì không thể vắng mặt lâu được. Mẹ em sao rồi? Em về nhà ở với mẹ rồi, tạm thời cho đến khi mẹ khỏe hẳn. Như vậy cũng tốt, em cũng đỡ phải lo lắng. Thực ra mẹ luôn muốn em về ở cùng, không phải vì để em chăm, mà vì mẹ lo cho em lắm. Con gái ở một mình nhiều khi ốm đau, rồi là... Thế mới thấy trong mắt các bà mẹ, lúc nào những đứa con cũng như những đứa trẻ. Chứ em ở một mình bao lâu có làm sao đâu. Anh hiểu. Em luôn tự lập và không muốn phiền đến ai. Nhưng giờ em đã có anh rồi. Chắc là em giống mẹ, nhưng thực ra mẹ cũng yếu đuối lắm. Chỉ là hoàn cảnh khiến mẹ như vậy, lúc nào cũng phải tự gồng lên. Vì có muốn dựa cũng chẳng có người mà dựa. Mẹ luôn bảo em dựa người chẳng bằng tự mình. Nhưng giờ em không phải tự mình nữa, cứ dựa vào anh này. Anh vào ngồi uống nước đã. Tôi với thằng cu Hiếu vừa đánh được con cá ở dưới hồ, lứa mới đấy. Mang sang biếu các chú để các chú khỏi phải đi chợ. À, chú hộ tôi cái. Anh đấy. Chúc mừng anh nhá. Tôi mượn một quyển này được. Nhưng đây là sách luật đấy ạ. Ừ, không được à? Được. Nhưng sao tự nhiên anh lại có hứng tìm hiểu luật? Đọc để biết lý lẽ, đến lúc gặp mấy cái đứa vi phạm còn biết mà nói cho chúng nó hiểu. Chứ lắm lúc chúng nó sai lè ra, nhưng mình lại không chỉ ra được là chúng nó sai ở điều nào, khoản mấy. Xong lại cứ gân cổ lên cãi là tôi chỉ muốn táng cho phát ở mặt thôi. Đây, gửi anh. Tôi xin nhá. Thôi em đi đây ạ. Anh ngồi chơi. Chúng tôi ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của anh. Nhưng này, tôi bảo, không cần phải trích dẫn luật đâu. Cứ bảo nhau làm theo đúng quy định chung của làng, của xóm. Hơn nữa, anh chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng và phân tích tình cảm thì chắc chắn là họ sẽ hiểu thôi. Thôi nhưng mà cứ đọc nó cũng có thừa đâu. Với cả là tôi lỡ nói với mẹ Thương là tôi tham gia công tác của ngành rồi. Hôm nay thì sang đây có con cá biếu các chú. Việc thứ hai là chiều mai mời chú với cả các anh em là sang nhà tôi có tí việc. Việc gì đấy ạ? Cái việc này nó là việc cá nhân nên không trình bày ở đây được. Các chú cứ sang nhà đi để tôi báo cáo sau. Tôi hiểu rồi. Thế nhá. Chào anh. Khai mới đi kiểu gì đấy? Đền tiền không? Tao nhớ tí thôi, làm gì càng chiến ngày đi, bút. Chiến đi, chiến đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đấm vào đầu chiến đó. Đấy, đúng rồi. Này, này, hai kia. Yếu thế. Này, dừng lại ngay. Yêu cầu hai thằng chú bay dừng lại, nhanh. Sao đánh nhau? Nó đâm xước xe cháu à? Cháu nhớ tí thôi, có cố tình đâu à? Đi ở đấy mày bảo không cố tình. Nào, đi ra kìa. Này. Tốt nhất đấy, mày về bảo bố mẹ nhá, tiền xe cho nó táng một phát, bay đống rơm lên đầu mày đấy. Mày có tin tao cho mày cái mũ vào mặt mày không? Mày thấy chúng nó đánh nhau mày không can, mày có đứng mày tiêm à? Anh Mến cứ nóng, bọn em đùa tí, chứ đánh nhau thật là bọn em can ra ngay đấy. Đùa, chỗ mày đùa à? Cứ thấy đánh nhau là bầu vào như ruồi. Rảnh thì về lấy cái chổi quét cái đường đi. Vâng ạ. Ba lằng nhằng. Còn hai thằng chúng mày có thích đánh nhau nữa không? Đánh nhau nữa không? Không ạ. Đi về. Tao mà thấy chúng mày còn đánh nhau gây mất trật tự làng xóm nữa thì tao cho mày lên ủy ban đấy. Này, mày chưa có bằng ai cho mày đi xe máy? Mày đi thế mũ mày đâu? Cháu không mang ạ. Mày mang ngay xe về giả cho bố mày. Dắt về. Tao mà còn thấy mày đi xe máy một lần nữa đừng có trách đấy nhá. Mồm đâu? Vâng.
Ơi. Ở đâu đến đây đấy? Quay cái gì đây? Ông thấy trẻ con đánh nhau không can, ông còn đứng không quay à? Em đi ngang qua, thấy vui thì quay tí thôi. À vui à? Tôi với ông đánh nhau thì tôi nhờ người quay cho nhá. Đánh nhau không? Dạ. Em xin lỗi anh. Cái làng này là làng văn hóa, không chứa chấp mấy cái thể loại câu view, câu like rẻ tiền. Định bêu dếu làng này à? Anh cứ nâng cao quan điểm. Em có ý bêu dếu gì đâu. Anh cho em xin điện thoại. Mở, xóa. Đây ạ. Thế đến đây làm gì? Nhòm ngó gì đây? À, dạ, em qua... À, làng mình đẹp. Em qua thăm thú tí thôi. Đây là vườn thú mà thăm. Khuôn đất đúng không? Tôi nhìn tướng ông là tôi biết rồi. Biết cái lề lối làng này chưa? Biết tôi là ai không? À, dạ... Định đầu cơ làm náo loạn làng à? Hay là muốn xây tổ quỷ? Không mang mấy cái thứ văn hóa ba lăng nhang lai căng hổ lốn về đây được đâu nhá. Không anh, thì đất lành chim đậu. Em cũng muốn về sinh sống làm ăn cho nó nghiêm chỉnh thôi. Ờ, đất có lành đấy, nhưng mà không chứa chim khuyết tật. Đàng hoàng tử tế thì không sao. Nhưng mà bố láo, ông cứ thử mua đất đi, tôi đố ông xây được nhà đấy. Còn một khi đã về đây rồi thì phải biết tôi là ai. Mến, Vũ Văn Mến. Thùng chưa? Thôi. Ăn thật lực vào. Thôi em không ăn nữa đâu. Miếng nữa đó. Không. No rồi. Thì anh ăn hết nha. Ừ. Anh, dạo gần đây anh Mến khác hẳn nhở? Từ một ông mến nát, nghiện rượu chè, đánh vợ chửi con, thế mà bây giờ cứ như xoáy cà ấy. À em nhớ ra rồi, giống cái ông diễn viên đầu bổ luống ở trong cái phim Ngày Nắng Về ấy. Ông kia có tóc mà. Nhưng mà cái mặt giống, anh công nhận không? Ừ thì công nhận. Đúng quá, còn gì nữa. Mến mà đã là thứ hai thì không ai là chủ nhật, được chưa? Nói vui đi thôi. Nhưng Lao dạo này thay đổi nhiều. Yêu vợ, thương con, hăng hái việc làm việc xã. Nhưng mà mỗi tội, bỏ được rượu thì lại mắc cái bệnh nó nhiều. Lắm mồm không đỡ được. Cả làng hội này nói nhớ các anh công an xã nên gia đình nhà anh Mến mới được như bây giờ đấy. Các anh cứ cười đùa cả ngày thôi, nhưng mà không việc gì qua mắt được. Giỏi thế. Lại còn đẹp trai, cao. Lên đấy mà ở. Khen bằng mồm thôi làm sao mắt có phải long lanh như thế. Xứng đáng mà. Là do ông mới tự hiểu ra gì? Là do anh Nam. Là do các anh công an. Chứ không ông hiểu bằng mắt. Những việc mà các anh ấy làm, em thấy đến gỗ đá cũng phải thay đổi. Chứ nói gì đồng chí phèo làng hội. Mà phải công nhận, các anh công an xã làm việc đi vào lòng dân lắm luôn ý. Từ cách sống này, cách cư xử gần gũi này, chân thành, thấu hiểu. Lâu dần bà con tiếp xúc với các anh ấy thì không có cảm giác như là tiếp xúc với mấy ông công an mồm thét ra lửa ấy. Mà giống như những người con, người cháu, người anh, người em. Anh, giống như là cái kiểu người trong một gia đình ấy, rất là gần gũi và yêu thương, đúng không? Này nhá, hoa đã có chậu rồi nhá. Chưa bao giờ thấy khen chồng dài như thế cả. Kiểu gì đấy? Khen anh cũng mà khen cả đời. Em thật chặt. Một tấc không đi một li rồi. Chứ chẳng gì mà dạng như chị Ngọc. Chị Hoài vào khám ạ. Vào khám. Từ. Đây là cá ở hồ nhà anh Mến. Ngon lắm. Các cậu ăn đi. Anh ăn đi anh. Vâng. Hoa, ăn đi. Cá ngon đấy. Tùy dung là con nào.
Khai mau, hôm nay là cậu lơ ngơ bỏ bê công việc lắm đấy nhá. Này, anh nói thế là vô căn cứ nhá. Em phản đối. Sếp, sếp anh em như thế nào? Rồi, hiểu. Lát nữa cậu Hoàng chia sẻ cậu Dũng nhá. Thời gian này các khu trọ công nhân có rất nhiều người mới. Các cậu cần phối hợp với các trưởng thôn để đẩy mạnh việc tuyên truyền cũng như kiểm tra việc khai báo tạm trú tạm vắng, cũng như tăng cường cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trộm cắp. Hết tháng củ mật rồi, sang đầu năm mới cũng không được lơ là. Rõ. Giờ anh phải sang ủy ban để họp triển khai công tác quý 1 cũng như chuẩn bị đón nhận danh hiệu nông thôn mới. Các cậu ăn rồi dọn đi nhá. Vâng. Dạ vâng. Sức khỏe của hai mẹ con tốt lắm, không vấn đề gì đâu. Để chị kê cho em ít viên thuốc sắt, em muốn bổ sung thêm nhá. Thôi không cần đâu chị ạ, ông Hiếu mua cho em cả rổ thuốc bổ rồi. Chú Hiếu trông thế mà chu đáo nhở. Em nhớ là ăn uống không được kiêng khem bất cứ thứ gì cả. Em phải ăn tốt thì con nó mới khỏe được. Chị ơi, chị có thông tin gì của chị Ngọc không ạ? Chị cũng chỉ biết là Ngọc đang công tác ở Thanh Lâm. Hôm trước chị cũng có gọi điện hỏi thăm nó, thì nó nói là công việc bình thường, nhưng mà sức khỏe của mẹ nó thì không được tốt lắm. Chị cũng không muốn hỏi thăm nhiều hơn nữa vì sợ nó buồn. Vâng, em cũng không liên lạc được với chị ý nữa. Chị nghĩ là nó cần thời gian để tĩnh tâm lại. Cái việc quan trọng nhất của Ngọc bây giờ ấy là chăm sóc mẹ nó cho tốt, để cho cô May có thể vui vẻ thêm càng lâu càng tốt. Như nào em? Tốt. Thôi không cần đâu. Cãi à? Đèo vào cho ấm nhỉ. Anh chị tắm xong rồi đấy à? Cô chú sao đấy? Nôn khan. Để em đưa chị vào. Cho anh mấy người ngoài chờ, đàn nước mà bất tiện lắm. Này, thế là chị cũng có thai rồi à? Chị nói rồi, nhưng mà anh Mến tin, cứ bắt chị lên đây khám cho bằng được. Thế thì lần này hai chị em mình phải hành cho lão kia ra ngô ra khoai thì thôi. Này. Tiếp. Bình dưỡng thuốc có kết quả. Anh giết hết cả mình à? Không, điên à? Nửa bình thôi. Như nào? Hay vậy. Hay quá ấy à? Thôi, để cho chắc vẫn phải lên đây khám. Chứ còn gì nữa. Thế lại con gái thì làm sao? Nó là lập rời thôi. Nếu mà là con gái thì tôi có một đôi dép. Ốm đau bệnh tật tôi có hai bát cháo để ăn. Mà vui vẻ khỏe mạnh thì có hai thằng rể để uống rượu. Đất để xây nhà tình nghĩa tôi có rồi ông ạ. À. Nhất anh ấy. Ông thì nhì. Thông ra không? Thông ra luôn. Anh em mình trúng độc đắc anh ạ. Chú Hoàng. Ôi trời. May quá, gặp hai chú ở đây rồi. Tôi đang định lên trụ sở để xin ý kiến ạ. Có việc gì thế ạ? Khổ lắm chú ạ. Nhà tôi sắp sửa tổ chức đám cưới cho thằng con trai thứ. Vậy mà bây giờ dối như canh hẹ ấy chú ạ. Có gì vướng mắc ạ? Nhà trai và nhà gái bàn đi bàn lại mà vẫn không thống nhất. Cứ cái đà này thì hỏng hết thế chú ạ. Cô cứ bình tĩnh. Cụ thể là thế nào cô nói cháu nghe. Nhà gái họ nhất định là lúc đón dâu, cô dâu phải đội cái nón, cắp cái chậu ở nách. Tôi thì thế nào thì cũng được. Nhưng mà các cụ ở nhà cô thì không đồng ý. Gia đình nhà tôi quyết định cưới theo nếp sống mới. Cô dâu đang ăn mặc đẹp đẽ như vậy mà tự dưng lại đội cái nón, cắp cái chậu ở nách. Thì các chú thử hỏi xem là còn ra cái thể thống gì nữa hả? Đúng là cháu cũng chưa thấy cô dâu và nhà chồng như vậy bao giờ ạ. Các cụ bảo như vậy là ô diêu nhà mình. Bây giờ các cháu xem như thế nào, đến giải quyết hộ cô được không? Thế này cô ạ, cháu nghĩ là tổ chức đám cưới theo nếp sống mới là tốt. Nhưng những nét văn hóa thì mình cũng nên giữ. Làm sao để hài hòa, hai bên gia đình vui vẻ là được. Nhưng cháu ơi, bàn đi bàn lại rồi mà vẫn không thống nhất. Ngày mai là ngày đón dâu rồi cháu ạ. Cô ạ, nếu cháu không nhầm thì cô dâu của gia đình nhà ta là người dân tộc Tày. Đúng đấy. Chiếc nón mà cô ấy mang theo, nó là một phong tục văn hóa rất ý nghĩa, như một mái nhà mới của bố mẹ trao cho con, để cho người con gái có thể toàn tâm toàn ý
trí thú, chăm lo cho mái ấm, một lòng một dạ với gia đình nhà chồng. Một hành động đẹp và ý nghĩa như thế thì gia đình nhà trai mình nên hoan hỉ, chấp nhận, có phải không ạ? Còn về chiếc chậu, cô dâu mang theo để hứng những dòng nước tinh khiết dâng lên nhà chồng, rồi sau này sẽ nuôi nấng những đứa trẻ sắp ra đời. Khi về nhà chồng, cô ấy còn phải dâng lên trên bàn thờ một cây đèn dầu và bỏ vào đó một cây kim nhỏ để thể hiện sự trong trắng cũng như là tỏ lòng cung kính của mình đối với những bậc tổ tiên ạ. Đúng là các chú công an chính quy, học cao hiểu rộng, nói câu nào vào lòng người câu ấy. Thế bây giờ chú đến nhà tôi cắt nghĩa cho các cụ được không? Dạ cô cứ về trước đi, xong cháu sang ngay ạ. Cô về nhá. Vâng, chào cô. Cậu làm anh hơi bị bất ngờ đấy. Thôi, anh đợi nhà anh bật nhá. Vâng. Cô buông nó ra. Không, Bình ơi. Sao cô còn cố thế nhỉ? Tôi chán lắm rồi. Cô để tôi đi. Em xin mình. Thì anh Bân. Cô ra. Anh Bân. Có chuyện gì thế này? Chú Hoàng ơi, chú nói anh Bân giúp tôi với. Anh ấy đang định bỏ tôi đấy. Và chồng sống với nhau gần mấy năm, không thể nói bỏ là bỏ được. Chú nói anh Bân giúp tôi. Cô cứ bỏ tôi thì tôi tìm. Anh Bân, anh nghe tôi. Có chuyện gì vào trong nhà nói. Đừng rằng có ngoài này không hay đâu. Thôi chú đừng cản tôi nữa. Tôi đã quyết anh định Bân, rồi. Anh nghe tôi. Vào nhà đi. Chị đưa anh vào nhà. Vâng vâng. Đi vào nhà. Mình ơi. Việc nhà mình phải tự lo mà giải quyết. Lôi chú vào làm gì cho chú khó xử? Vợ chồng mình chẳng mâu thuẫn gì cả. Mình lại cũng rất yêu thương em. Tuy kinh tế không dư giả gì, nhưng có bao giờ mình cãi vã nhau đâu. Việc gì phải cãi vã? Chú uống nước đi. Không muốn ở thì tôi đi thôi. Không muốn là được à? Mình xem, bao nhiêu năm nay em ở với mình chẳng làm sao hết. Em chấp nhận hết mà. Chú Hoàng ạ, là phụ nữ, lấy chồng chỉ lại mỗi đứa con. Mà tôi thì mặt mũi nào tôi trói buộc nhà tôi mãi cơ chứ. Sao anh cả nghĩ thế? Anh chỉ yêu thương nhau cơ mà. Tuy em chưa lập gia đình, nhưng em cứ nghĩ vợ chồng quan trọng nhất là yêu thương nhau. Còn những chuyện khác mình có thể vượt qua được. Làm thằng đàn ông mà không cho nổi vợ đứa con, nghĩ nhục, nhục lắm. Em đã nói bao nhiêu lần là em không suy nghĩ gì cả. Mình phải tin em chứ. Tôi biết mình thông cảm cho tôi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy mình bê con hàng xóm cứng đựng, khao khát, tôi ứa hết cả nước mắt. Thôi, mình để tôi đi. Đem tao ký ra đây. Em không chấp nhận đâu. Mình ngồi xuống. Mình ngồi xuống đi. Chú Hoàng ạ, đã nhiều lần vợ chồng tôi định lên viện để tìm cách chữa trị, nhưng tiền nong kinh phí tốn kém quá. Mà vợ chồng tôi thì... Sao anh chị không đăng ký sinh con nuôi? Có đứa trẻ con cho vui cửa vui nhà. Chú Hoàng ơi, tôi cũng bảo với nhà tôi như thế đấy. Mình thấy chưa? Em bảo mà, nhà ta có để xin con nuôi, rồi mình cứ yêu thương chăm sóc cho con. Sau này lớn lên, con ấy lại chăm sóc lại cho mình, thì có khác gì con mình rứt ruột đẻ ra đâu. Có đúng không hả mình? Sao rồi? Xong xuôi hết rồi anh ạ. Hai bên gia đình vui vẻ cả. Tốt. Nhưng lại phát sinh thêm một vấn đề. Sao thế? Bố mẹ em xuống. Về đây có mấy tháng thôi mà trông xanh rớt cả ra. Đấy cậu xem. Tôi cứ tưởng nó về xã làm việc nó sẽ nhàn nhã hơn, sẽ có thời gian để chăm sóc bố mẹ, chăm sóc gia đình. Ấy thế mà cứ mất tâm mất tích suốt thôi. Có mấy đám người ta làm mối cho rồi, thế mà bây giờ người ta bàn lùi hết cả. Cậu thấy có khổ không chứ lệ? Bà cứ dây cả ra dây muống cho bao giờ mới xong được. Cậu này, thằng Dũng nhà tôi ấy, nó còn trẻ người non dạ lắm. Thật sự là nó về đây, tôi với bà nhà tôi cũng chưa bằng lòng đâu. Tôi cũng định là để nó ở lại đây vài năm, để cho nó nếm mùi khổ đi. Nhưng mà với cái điều kiện như thế này thì suy đi nghĩ lại có lẽ là thôi. Vâng, cháu hiểu ý hai bác. Hai bác muốn chúng cháu khuyên Dũng nghe theo sắp xếp của gia đình mình, phải không ạ? Đúng, nói chuyện với người hiểu việc thích thật ấy. Cậu đúng là nói một hiểu mười. Chúng cháu ở đây
coi Dũng như anh em ruột thịt. Nên cả về tình lẫn lý, chúng cháu mong điều tốt đẹp nhất dành cho Dũng ạ. Thế thì chăm sự nhờ các cậu vậy. Bác ạ, chúng cháu mong hai bác cho Dũng thêm thời gian để phấn đấu, cũng như gia đình mình có thêm thời gian để hiểu hơn lựa chọn của Dũng ạ. Ý cháu không phải nói hai bác lo lắng cho Dũng là sai. Cháu chỉ mong hai bác thấu hiểu và ủng hộ quyết định của Dũng ạ. Sao? Bố Mến ơi. Úi ôi, công chúa nào đi lạc lên đây này. Nhìn xinh thế. Ôi, vừa quá này. Đứng vào đây bố chụp cho kiểu ảnh nhé. Tươi nhá. Này, xinh quá. Này. Wow. Ờ, Hiếu ơi. Đó, khả năng là bên đấy cao lên một tí xong đẩy cả bên này nữa chứ không thế này nó che hết chữ. Cháu giúp chú. Ừ, được rồi. Trời chỉnh chê nhỉ. Ông nào thập thò gì đấy đây? Em ạ. Đây chào anh. Có việc gì đây? Đây chào anh ạ. Bố em bận không qua được nên sai em mang ít quà sinh nhật sang tặng chị Thượng. Em gửi ạ. Rồi, anh cảm ơn. Em xin phép. Em về đấy ạ. Này. Dạ. Thôi mày đến rồi thì vào vui luôn với anh chị. Giúp thằng Hiếu căng căng cái này lên cho anh ạ. Em cảm ơn ạ. Anh ơi, em cứ thấy thế nào á. Từ nhỏ đến giờ có tổ chức sinh nhật mô. Mà giờ tổ chức to thế này, em ngại lắm. Vỡ buồn cười thật. Làm gì mà phải ngại. Thế nào cũng được, miễn vui là được. Không phải ngại nhức cái gì cả. Mình mà cao thêm tí tuổi, anh làm hẳn lễ mừng thọ thì nói gì sinh nhật. Ơ. Ngồi xuống đi bảo. Từ ngày cưới nhau, đã bao giờ mình có được một ngày vui. Do anh ngu dại làm cho mình khổ. Chứ bây giờ khác rồi. Chả lẽ anh không lo nổi cho mình được sung sướng à? Chị Thương ơi! Gà mổ moi hay mổ phanh đấy à? Thôi, để chị làm cho. Thôi, để em làm. Thôi, mình vào thay cái váy mới đi. Khách đến bây giờ đây. Cô Hoài đang bầu bí. Không sao, có mỗi con gà chứ cái gì. Rồi đấy, chị vào đi. Mặc đi là được rồi chứ nữa. Hôm nay là sinh nhật ai mặc thế này. Đi vào thay cái váy đi. Vào nhanh. Đi. Moi hay phanh cũng được. Tinh ơi. Vâng. Này, này. Bôi cái mồm cho nó đỏ đỏ xinh xinh lên. Đi. Nào. Đây rồi. Đây rồi. Anh. Ơ. Thế này là nay sinh nhật vợ. Nhưng nói thật, tớ sợ các chú ngại không sang nên là tớ phét thế đấy. Đáng lẽ anh phải nói cho chúng tôi chứ, để ít nhất qua đây còn có bó hoa tặng chị. Ôi. Chứ đi tay không như này sao mà được. Các chú đến là vợ chồng tôi vui rồi, không phải quà kiếp gì cả. Thôi, mời các chú vào. Dạ vâng. À, thế thì đông đâu? Anh đang bận chút việc phải xử lý, sẽ đến bây giờ đây. À, ừ. Này, chú này. Dậy chú cho vừa khít. Thế tốt rồi. Thôi, chú vào đi. Xong vào nhá, Hoàng nhá. Dạ vâng ạ. Dạ em nghe. Ôi! Thế hả? Hoài ơi, cho anh ấm nước ở đây nhá. Vâng. Thôi, anh nói thật đi. Hôm nay là sinh nhật ai? Sinh nhật mẹ Thương nhà tớ. Anh định vợ thì cứ nói, lại còn bảo tổ chức sinh nhật. Sinh nhật vợ anh là ngày 7 tháng 12. Trên căn cước công dân có ghi rõ mà. Tớ làm theo lịch âm. Người ta gọi tớ là mấy âm lịch. Cứ cái gì âm là tớ thích. Mình ăn Tết còn theo âm lịch thì tổ chức sinh nhật âm lịch luôn. Đông lâu thế nhỉ? Mà cái ông Hoàng này vừa đứng đây chạy đâu mất rồi. Thôi đi đây. Em thấy anh ấy nghe điện thoại của ai chạy ra ngoài rồi. Chắc là có việc đột xuất đấy. Em tưởng trên trụ sở của mấy người cơ mà. Ừ nhỉ. Hai mấy cậu này lại bê trò gì rồi. Anh nước đi, chú nước đi. Chị Thương, dọn cơm chưa ạ?
Vô đây giúp chị tí. Vâng. Ra đây để còn bắt đầu luôn đi. Từ từ đã anh. Giòn mâm đã. Cỗ bàn để sau, việc này quan trọng hơn. Thế mọi chuyện thế nào rồi? Vui vẻ cả rồi anh ạ. Tốt. Sao không mời bác Sơn qua chung vui cả mọi người? Anh biết tính bố em à. Xong việc cái là về nhà luôn. Mà cô Hải đâu rồi? Hải bận thi nên không về được anh ạ. Tiếc thế. Này, thế dàn cái hồ cá thế nào? Ôi, năm nay còn ấm rồi cô ạ. Thế à? Vâng, năm nay anh em còn kiếm được. Ôi, tốt quá. Mừng cho cháu. Mọi người ơi, cháu xin phép tí ạ. Thưa bác Trung, thưa các đồng chí công an xã, các em, các bạn, cháu rất cảm ơn và rất vui là hôm nay mọi người đã đến sinh nhật vợ cháu. Thực ra thì cũng rất là ngại vì làm như thế này mọi người lại nghĩ rằng cháu đang phô trương khoe khoang. Vì có sinh nhật vợ thôi thì tự hai vợ chồng tổ chức với nhau làm gì phải làm rành rang ra. Nhưng mà vợ cháu mồ côi từ nhỏ, từ lúc lấy cháu chưa được một ngày nào sống sung sướng cả. Trước đây cháu rượu chè u mê, làm cho vợ cháu phải khổ. Nhưng cháu hứa là từ nay vợ con cháu sẽ phải được sống sung sướng. Nên là tổ chức cái bữa sinh nhật hôm nay, một phần là dành tặng cho vợ cháu, một phần là cũng muốn chia sẻ cái niềm vui, niềm hạnh phúc này đến với tất cả anh em bạn bè thân thiết và cả những người ân nhân. Tôi có ý kiến thế này. Các cụ hồi xưa có câu sạch cha còn chú. Nhưng thú thật, may mắn là được các anh công an giáo dục, hướng dẫn, chỉ bảo em nó làm những việc thiện. Chứ nếu không, đến khi tôi nhắm mắt cũng không dám gặp bố mẹ nó. Cảm ơn các anh, rất cảm ơn các anh. Cô, ngày vui cũng khóc lóc cái gì? Mày, em đến nhà cháu được như ngày hôm nay là nhờ bác và mọi người rất nhiều. Cháu biết ơn nhiều lắm ạ. Anh Mến là người tốt, thương vợ thương con. Thôi thì ai cũng có lỗi lầm phải không bác? Thôi không nhắc chuyện cũ nữa, trầm quá. Anh, mình bây giờ khác bọt lắm rồi. Thế mình phải khắc nốt đi nhờ. Khắc cái gì? Bây giờ là ruột là mới rồi. Bây giờ mình nuôi tóc dài đi, đầu cổ ngôi đi, đau quyển vở đi cho nó sang ấy. Nhớ không? Đùa thôi à? Cha sinh mẹ đẻ nó đã thế rồi, có phải là muốn mọc là nó mọc ngay được đâu. Sao anh không thử đội tóc giả? Hôm nay em dắt đi mua, đúng không? Ơi, ra bộ tóc giả không? Một khởi anh ạ. Mọi người ơi, tôi không ai để ý đến em à. Chú chạy đâu từ nãy giờ đấy? Dạ, em xin phép có ý kiến. Dạ, thưa bác Trung, thưa anh Nam, thưa các anh các chị. Hôm nay em xin mạ phép anh Mến mời một bạn mới về đây để tham gia cùng mọi người. Bạn ấy tên là Thùy Dung ạ. Ái xà ơi. Dạ, báo cáo anh Nam, đây là bạn gái em. Đừng kêu ca là bánh trưng của đôi của cặp đấy nhá. Khép lại cái đề tài nghiên cứu về tình yêu của cậu được rồi đấy. Chiêu. Thôi, mọi người bạn làm kiểu ảnh kỷ niệm thôi. Ấy, chưa của anh. Còn cái sự kiện quan trọng nhất thì phổ biến đi cho mọi người phấn khởi, lại cứ đứng đực kia đùa chán thế nhỉ. Báo cáo bác, báo cáo các đồng chí, các em, bạn. Cuối năm nay thì bé Tình nhà cháu sẽ có thêm em để chơi cùng. Bố ơi, bố bảo nhà mình có em bé à? Thì đúng rồi. Yeah. Chúc
bộ ảnh đi. 1, 2, 3. Nhìn bên cháu ạ, à, nhìn bên cháu. Đây, nhìn đây, nhìn đây ạ. À. Rồi, rồi. Ê, không, nhìn bên này, nhìn bên này, nhìn bên này, bên này đẹp hơn. Bên này. 2, 3. Bên này đẹp hơn ạ, à. Nhìn bên này ạ. À.